Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây vừa có cuộc điện đàm để trao đổi về khả năng Israel trả đũa Iran. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban tuyên bố đã để lùi quân Israel dọc theo biên giới. Các cuộc đụng độ trên bộ ở Liban tiếp tục diễn ra song song với cuộc xung đột ở giải Gaza, Trung Đông đang trong tình trạng báo động cao khi chờ đợi phản ứng của Israel sau vụ Iran tấn công bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo. Phía Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm kéo dài 30 phút, Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu đã trao đổi về các kế hoạch của Israel. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Jean-Pierre nói với báo chí rằng cuộc trao đổi diễn ra thẳng thắn và rất hiệu quả, đồng thời thừa nhận hai nhà lãnh đạo có bất đồng nhưng thẳng thắn trao đổi về những bất đồng đó. Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu xác nhận cuộc điện đàm đã diễn ra nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về nội dung đã thảo luận. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danan nói với các phóng viên là hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc trao đổi tích cực và chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của Mỹ. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới và Tổng thống Biden thúc giục ông Netanyahu giảm thiểu thiệt hại cho dân thường ở Liban. Ngoài ra, ông Biden một lần nữa lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel thúc giục nối lại hoạt động ngoại giao ở dài Gaza và khẳng định quyền tự vệ của Israel trước Hezbollah. Israel thề rằng Iran, kẻ thù không đội trời chung, sẽ phải trả giá cho cuộc tấn công bằng tên lửa đầu tháng này. Trong khi đó, Tehran tuyên bố bất kỳ hành động trả đũa nào cũng sẽ bị đáp trả, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn ở khu vực cung cấp dầu mỏ cho thế giới. Theo một số nhà phân tích, Israel rất có thể sẽ đáp trả Iran bằng cách nhắm vào các cơ sở quân sự đặc biệt là những cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo. Israel cũng có thể nhắm vào các hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa của Iran. Trong khi đó, Quốc hội Iran hiện tham gia cuộc thảo luận thực sự nghiêm túc về lựa chọn rút khỏi Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân NPT. Ông Alaeddin Borodjeri, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran nói rằng các nghị sĩ đang nghiêm túc xem xét khả năng đưa ra quyết định như vậy. Tuy nhiên, ông Borojedi cũng nhấn mạnh việc thảo luận về khả năng rút khỏi NPT không đồng nghĩa với khả năng Iran sẽ chế tạo vũ khí hạt nhân chiến thuật. Israel đang chuẩn bị cho hành động quân sự có thể xảy ra, mục đích là để đáp trả những cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran, nhưng các cơ sở hạt nhân của Iran, ít nhất là vào thời điểm hiện tại, sẽ không phải là mục tiêu chính. Như tờ New York Times cho biết, dẫn lời các quan chức cấp cao giấu tên tại Tel Aviv, quân đội Israel có thể tập trung hỏa lực tấn công vào các căn cứ quân sự, cơ sở tình báo và sở chỉ huy của Iran. Các cơ sở hạt nhân vẫn sẽ là mục tiêu trong tương lai nếu Tehran tiếp tục các hành động bị xem là gây hấn chống lại Israel. Còn hiện tại, có vẻ như Tel Aviv chưa muốn đụng đến các mục tiêu này nhằm tránh để căng thẳng leo thang tới mức mất kiểm soát. Tờ báo Mỹ nói rõ, các cuộc thảo luận đang gia tăng ở Washington và Tel Aviv về tính khả thi của một cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Giới chuyên gia Mỹ nghi ngờ tính hiệu quả của hành động như vậy trong tình hình hiện tại. Theo quan điểm của Washington, một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran có thể không ngăn cản chương trình mà còn đẩy nhanh tốc độ thực hiện dự án, buộc Tehran phải che giấu sự phát triển của mình ở những nơi an toàn và khó tiếp cận hơn. Trước tình hình trên, Lầu Năm Góc gợi ý rằng Israel có thể chọn thời điểm khác để tấn công nếu nước này cho rằng thời điểm hiện tại không phù hợp cho việc gây ra sự suy yếu lâu dài đối với những mối đe dọa đến từ Iran. Nhưng có vẻ như bất chấp tình hình phức tạp và sự không chắc chắn, tại Israel vẫn có những lời kêu gọi tận dụng thời điểm hiện tại để xóa bỏ vĩnh viễn sự phát triển của chương trình hạt nhân chiến thuật của Iran. Tuy nhiên, theo New York Times, cuộc tấn công đáp trả của Israel vào Iran mà hầu như tất cả các quan chức cấp cao của Israel đều đã công khai tuyên bố sẽ có quy mô lớn hơn nhiều so với cuộc trả đũa hẹp hơn vào ngày 19 tháng 4 khi hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Iran bị hư hại. Được biết, vào ngày 19 tháng 4, Israel đã thực hiện một đòn tập kích sâu vào lãnh thổ Iran gần thành phố Isfahan. Tờ Jerusalem Post lưu ý, mặc dù có ý tưởng cho rằng bối cảnh hiện tại có thể là cơ hội 50 năm có một lần để tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Các nguồn tin trong chính quyền Israel cho biết, việc tấn công chương trình hạt nhân của Iran không nhất thiết phải phù hợp với mục tiêu của cuộc xung đột do nội các an ninh Israel đặt ra. Ví dụ, trong khi mục tiêu được nêu rõ nhất của cuộc chiến là đánh bại Hamas và việc đưa cư dân phía bắc Israel trở lại khu vực biên giới giáp với Liban thì một mục tiêu chính thức khác là không bị kéo vào một cuộc giao tranh khu vực, đặc biệt là với Iran. Kênh tin tức Al Jazeera News dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các phái đoàn của phong trào Fatah và Hamas vừa gặp nhau tại Cairo để thảo luận về sự thống nhất của Palestine và cơ chế hoạt động để quản lý các cửa khẩu biên giới trong bối cảnh những căng thẳng khu vực ngày càng diễn biến phức tạp. Cuộc họp giữa Fatah và Hamas nhằm mục đích phát thảo cơ chế làm việc của một ủy ban quản lý các cửa khẩu biên giới và giải quyết các vấn đề liên quan đến y tế, cứu trợ, nơi ở, phát triển xã hội và giáo dục. Ai Cập đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thống nhất của Palestine, đồng thời tuyên bố bất kỳ giải pháp nào đối với sự nghiệp của người Palestine đều phải dựa trên sự thống nhất các vùng lãnh thổ của Palestine và tuân thủ các nghị quyết quốc tế liên quan. Ngoài ra, Cairo đang tích cực tham gia với nhiều bên khác nhau để chấm dứt cuộc chiến ở giải Gaza, theo đuổi lệnh ngừng bắn, tạo điều kiện thuận lợi cho thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Hamas và Israel, cũng như ngăn chặn các hành động bất hợp pháp của Israel ở bờ Tây. Cuộc họp ở Cairo đã chứng kiến các cuộc thảo luận đầu tiên sau nhiều tháng kể từ cuộc đàm phán ở Bắc Kinh vào tháng 7 vừa qua, nơi cả Fatah và Hamas đều nhất trí thành lập một chính phủ đoàn kết. Phái đoàn Hamas do ông Khalil al dẫn đầu đã đến Cairo vào ngày 8 tháng 10 để tham gia vào các cuộc đàm phán với phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Kênh Anshak News dẫn các nguồn tin cho hay Fatah đã đồng ý với đề xuất của Ai Cập về việc thành lập một ủy ban giám sát giải Gaza có nhiệm vụ quản lý các hoạt động quan trọng như cửa khẩu Rafah, cung cấp viện trợ nhân đạo, giải quyết các vấn đề dân sự hàng ngày và tạo điều kiện cho các nỗ lực tái thiết. Cuộc họp ở Cairo tiếp tục diễn ra vào ngày 10 tháng 10. Theo kênh Al-Shark, phái đoàn Hamas đề xuất thành lập một chính phủ kỹ trị trong cuộc họp này để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết thay vì thành lập ủy ban. Một quan chức của Hamas cho biết, chúng tôi muốn thành lập một chính phủ kỹ trị độc lập, được thành lập theo sắc lệnh của Tổng thống để thúc đẩy việc thống nhất các vùng lãnh thổ và hệ thống chính trị của người Palestine, đồng thời bác bỏ nỗ lực của Israel nhằm tách giải Gaza khỏi bờ Tây. Tuy nhiên, kênh Al-Shark trích dẫn các nguồn tin khác cho hay, Hamas sẽ không phản đối việc thành lập ủy ban nếu Ai Cập và Fatah nhất quyết yêu cầu điều đó, vì họ sẵn sàng ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào của người Palestine và Ả Rập nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza. Trong khi đó, trang tin Sky News Arabia cho hay Fatah và Hamas đã đồng ý thành lập một ủy ban quản lý giải Gaza và cuộc họp ở Cairo sẽ tập trung vào thành phần và hoạt động của ủy ban này. Vấn đề quản lý giải Gaza thời kỳ hậu chiến vẫn là một chủ đề gây tranh cãi khi cả Fatah và Hamas đều khẳng định đây là vấn đề nội bộ của người Palestine và bác bỏ mọi điều kiện của phía Israel. Trong khi đó, Israel tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ vai trò nào của Hamas ở Gaza thời hậu chiến, đồng thời bày tỏ sự không tin tưởng vào chính quyền Palestine của tổng thống Abbas trong việc xử lý tình hình một cách hiệu quả. Phó tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris, hồi cuối tháng 9 đã đến thành phố Douglas, bang Arizona vận động tranh cử. Đây là lần đầu tiên bà đến khu vực biên giới Mỹ Mexico trong chiến dịch mang theo thông điệp thắt chặt quy định xin tị nạn và tuyên bố ngăn chặn thuốc gây nghiện fentanyl vào Mỹ là ưu tiên hàng đầu. Vài ngày trước đó, tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, bà Harris có bài phát biểu vạch ra tầm nhìn với nền kinh tế Mỹ, công kích đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump chỉ quan tâm đến việc cải thiện cuộc sống cho bản thân và những người tương tự, nhóm giàu nhất Mỹ. Theo The Breakthrough, thông điệp của bà Harris thu hút sự chú ý từ đáng kể cử tri Mỹ. Được biết Chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Kamala Harris và các ủy ban chính trị liên quan vừa qua đã huy động được 1 tỷ đô la Mỹ kể từ khi bà trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ vào tháng 7. Kể từ khi bà Harris thay thế tổng thống Joe Biden, tiền ủng hộ đã chảy vào quỹ chiến dịch của bà và các ủy ban hành động chính trị liên kết và Đảng Dân Chủ với tốc độ chưa từng có. Bà Harris đã huy động được 25 triệu đô la Mỹ vào ngày bà được bổ nhiệm làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và thu hút được 500 triệu đô la Mỹ trong khoảng một tháng. Trong khi đó, mức độ chú ý đến các ứng viên tổng thống năm nay cũng thấp hơn so với cùng giai đoạn trong các mùa bầu cử trước. Điều này phần nào có thể do ảnh hưởng từ thời điểm tổ chức tranh luận. Ông Trump và bà Harris tranh luận hôm mùng 10 tháng 9, trong khi các cuộc tranh luận ứng viên tổng thống năm 2016 và 2020 đều diễn ra cuối tháng 9. Một người viết khi được hỏi về ông Trump rằng: "Mọi thứ khá yên tĩnh trong tuần này, tôi không nghe thấy thông tin gì." Kết quả các thăm dò nhìn chung cho thấy ông Trump và bà Harris vẫn cạnh tranh xích sao. Trong khi đó, tháng 10 là khoảng thời gian thường xuất hiện yếu tố bất ngờ trong bầu cử Mỹ. Một gợn sóng nhỏ trong quan điểm công chúng cũng có thể xoay chuyển cục diện ở các bang chiến trường, nơi thắng thua đôi khi chỉ phân định bằng vài chục nghìn phiếu bầu. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã xác nhận thông tin trong cuốn sách sắp xuất bản của nhà báo Mỹ Bob Woodward rằng khi còn tại nhiệm, ông Donald Trump đã gửi thiết bị xét nghiệm COVID-19 cho Tổng thống Vladimir Putin vào thời kỳ đỉnh dịch. Ông Peskov nói, chúng tôi cũng gửi trang thiết bị cho họ ngay từ khi đại dịch mới bùng phát. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin phủ nhận thông tin Tổng thống Putin và ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa nhiều lần trao đổi qua điện thoại sau khi ông Trump rời nhiệm sở. Ông Peskov nói, không, chuyện đó không có thật. Trong bản sao cuốn sách dự kiến xuất bản ngày 15 tháng 10 của nhà báo điều tra Goodwood mà truyền thông Mỹ có được, tác giả dẫn thông tin từ trợ lý giấu tên của ông Trump cho biết cựu Tổng thống có thể đã liên lạc với ông Putin 7 lần sau khi rời nhiệm sở. Giám đốc truyền thông của ông Trump là Stephen Chung cũng đã bác bỏ thông tin này. Ông Chung nói không có câu chuyện nào trong số những câu chuyện bịa đặt của Bob Goodwood là đúng sự thật. Ông Jason Miller, cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng cho biết Tôi chưa nghe về chuyện họ đã có trao đổi, tôi phản bác thông tin này. Tuy nhiên hồi đầu năm, ông Trump từng yêu cầu trợ lý này ra khỏi phòng ở Malaga do có cuộc gọi điện riêng tư với ông Putin. Bên cạnh đó, truyền thông Mỹ nhận định cuốn sách của nhà báo Mỹ Bob Woodward làm dấy lên câu hỏi mới về mối quan hệ giữa cựu tổng thống Mỹ và tổng thống Nga vào thời điểm chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử quyết định việc ông Trump có quay trở lại nhà trắng hay không. Ông Trump từng dùng từ thiên tài để mô tả về sách lược của tổng thống Putin trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Ông đã chỉ trích viện trợ của Mỹ cho Ukraine và kêu gọi các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa không duyệt thêm ngân sách cho hoạt động này. Cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định nếu đắc cử, ông sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ và thậm chí sẽ hoàn thành điều này trước khi nhậm chức. Tuy nhiên, ông Trump tới nay chưa giải thích rõ ràng về kế hoạch 24 giờ mà ông nêu ra tham gia phỏng vấn trong chương trình 60 minutes của CBS News. Khi được hỏi bà coi quốc gia nào là đối thủ lớn nhất của chúng ta, bà Harris nói: "Tôi nghĩ có một quốc gia hiện rõ trong đầu tôi, đó là Iran. Đó là cuộc tấn công vào Israel bằng 200 tên lửa đạn đạo. Điều chúng ta phải bảo đảm là Iran không bao giờ trở thành cường quốc hạt nhân, đó là một trong những ưu tiên lớn nhất của tôi." Người dẫn chương trình Bill Whitaker tiếp tục hỏi: "Nếu Iran chế tạo bom hạt nhân, bà có thực hiện hành động quân sự không?" Phó tổng thống Mỹ trả lời: tôi sẽ không nói về giả thuyết vào lúc này. Iran bị coi là kẻ thù hàng đầu của Mỹ, không phải điều quá ngạc nhiên. Cộng hòa Hồi giáo mắc kẹt trong cuộc chiến tranh lạnh bất cân xứng với Mỹ suốt hơn 40 năm qua. Mối quan hệ đối đầu giữa Mỹ và Iran càng trở nên nghiêm trọng liên quan tới các cuộc xung đột ở Trung Đông. Điển hình đầu tháng 10, Iran đã phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel để đáp trả các cuộc không kích của Israel vào Liban. Các lực lượng vũ trang Mỹ và Israel đã cùng ngăn chặn tên lửa Iran trong cuộc tấn công này Mỹ gần như chắc chắn sẽ bị kéo vào nếu cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và Iran nổ ra. Israel sẽ muốn nhận được sự hỗ trợ chiến đấu đáng kể như thông tin tình báo cấp cao nhất từ máy bay giám sát và vệ tinh, hỗ trợ chiến tranh mạng, đạn dược tiên tiến và tiếp nhiên liệu trên không. Và khi cuộc chiến rộng lớn xảy ra, các quốc gia Ả Rập sẽ cố gắng duy trì sự trung lập. Thị trường tài chính toàn cầu cũng đang chịu tác động do lo ngại Israel có thể tấn công đáp trả nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran. Vào năm 2018, cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Tới năm 2022, chính quyền của Tổng thống Biden muốn nối lại đàm phán để khôi phục thỏa thuận này. Sau quá trình này sụp đổ, sau khi Nhà Trắng cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí sát thương cho Nga để sử dụng trong xung đột ở Ukraine. Tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho biết Tehran sẵn sàng khởi động lại quá trình đàm phán hạt nhân đa phương nhưng Nhà Trắng gửi tín hiệu Washington chưa muốn làm điều này. Theo nhà ngoại giao cấp cao Nga, Rodion Mirosnik, giới chức Nga đang theo dõi những thiệt hại do hoạt động quân sự của Ukraine gây ra cho Nga để Moscow tính toán chính xác mức bồi thường cần có. Ông Mirosnik đã thảo luận các khía cạnh của cuộc xung đột Nga-Ukraine với tờ báo Ivestia. Ông giải thích, phần lớn công việc đánh giá này được thực hiện ở cấp tỉnh nhưng chính quyền trung ương của Nga sẽ điều phối việc thu thập dữ liệu. Nhà ngoại giao Mirosnik cho biết, các thiệt hại được xem xét bao gồm thiệt hại gây ra cho nền kinh tế Nga, các doanh nghiệp và cá nhân. Theo ông Mirosnik, những bước tấn công của Nga trên chiến trường sẽ cho phép họ hình thành các yêu sách và thảo luận những cơ chế thực tế cho việc đền bù tổn thất. Báo Ivestia dẫn một số ước tính của các tỉnh Nga về thiệt hại có thể do Ukraine gây ra, với giá trị dao động từ khoảng 200 triệu đô la Mỹ ở tỉnh Bengorod cho tới 145 tỷ đô la Mỹ ở Crimea, mức cao nhất. Chính quyền Ukraine đã cắt điện nước cung cấp cho bán đảo Crimea sau khi người dân ở đây được cho là đã lựa chọn gia nhập Nga. Trong khi đó, hồi tháng 4, cựu ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thông báo người dân Ukraine đã có thể nộp đơn yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại mà họ phải gánh chịu trong thời gian xung đột. Đơn yêu cầu bồi thường sẽ được chuyển tới cơ quan đăng ký thiệt hại cho Ukraine có trụ sở tại Hà Lan. Ông Kuleba nói, đây là bước đầu tiên. Điều quan trọng nhất là thiết lập một cơ chế bồi thường quốc tế đầy đủ và tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga. Bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn yêu cầu Moscow bồi thường. Trong thời gian đầu, chúng tôi sẽ tập trung vào các yêu cầu liên quan tới thiệt hại bất động sản, sau đó sẽ mở rộng ra với những thiệt hại khác. Cũng theo cựu Ngoại trưởng Kuleba, không chỉ người dân Ukraine mà cả công dân nước ngoài bị thiệt hại trên lãnh thổ Ukraine đều có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cơ quan đăng ký thiệt hại cho Ukraine là một tổ chức giám sát được thành lập sau một nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, có nhiệm vụ yêu cầu Nga chịu trách nhiệm cho cuộc xung đột Ukraine. Cơ quan này có 44 thành viên, bao gồm hầu hết thành viên EU, Mỹ, Anh và Nhật Bản. Trong năm qua, Ukraine đã để mất một loạt thành phố, thị trấn và làng mạc ở khu vực Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk, vào tay Nga khi giúp lực lượng khỏi những khu vực này sau những cuộc giao tranh ác liệt kéo dài nhiều tháng. Những cứ điểm quan trọng mà Ukraine để mất có thể kể đến là thành phố Marinka, tỉnh Donetsk, nơi đầu tiên Ukraine thất thủ vào tháng 1. Sau đó là thành phố Adipka, thuộc tỉnh Donetsk, thành phố chiến lược với chiến hào và bong cây dày đặc, nơi Ukraine dốc hết sức để bảo vệ trong thời gian dài. Gần đây nhất, đầu tháng 10, Ukraine đã rút khỏi thành phố Vuleda, một thị trấn khai thác mỏ nằm trên vùng đất cao được coi là chốt chặn của hệ thống phòng thủ Ukraine ở phía đông nam Donetsk. Một số nhà quan sát cho rằng, việc Ukraine rút lui liên tục khỏi khu vực Donbas, chiến trường chính của cuộc xung đột Nga-Ukraine, dường như báo hiệu về một hồi kết không mấy tươi sáng của Ukraine ở khu vực này, với việc Moscow giành được thế thượng phong, tận dụng lợi thế áp đảo về nhân lực và hỏa lực để chiếm trọn Donbas. Tuy nhiên, một số chỉ huy và chuyên gia quân sự Ukraine lại cho rằng, thời điểm này mới bắt đầu một cuộc xung đột quan trọng hơn cuộc xung đột tiêu hào mà mỗi bên đều cố gắng làm kiệt sức bên kia, gây ra tổn thất tối đa cho đối thủ, nhằm phá hủy khả năng và ý chí tiếp tục chiến đấu của đối phương. Ukraine đang bước vào mùa đông thứ ba của cuộc xung đột với tâm trạng u ám hơn bao giờ hết. Ở phía đông, quân đội của họ đang mất dần lãnh thổ trước các cuộc tiến công dữ dội của Nga, mặc dù Moscow cũng phải chịu tổn thất nhất định. Với một nửa sản lượng điện bị tổn thất, người dân Ukraine phải sống trong cảnh nhiều giờ trong ngày không có ánh sáng hoặc lò sưởi. Tại Washington và một số nước phương Tây, thái độ đang thay đổi từ quyết tâm rằng xung đột chỉ có thể kết thúc khi quân đội Nga bị đẩy lùi khỏi Ukraine chuyển sang việc thừa nhận miễn cưỡng rằng một giải pháp đàm phán giữ nguyên hiện trạng có lẽ là hy vọng tốt nhất. Tuy nhiên, Kiev đang không nhận được sự hỗ trợ cần thiết ngay cả để đạt được mục tiêu thu hẹp đó. Hãng thông tấn Saba đưa tin. Trong cuộc họp tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út ngày 8 tháng 10, đại biện lâm thời Nga tại Yemen Evgeny Kudrov và Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Yemen Saya Anzindani cho biết Đại sứ quán Nga tại Yemen sẽ mở cửa trở lại vào đầu năm sau. Ông Kudrov đã bày tỏ sự ủng hộ của Nga đối với chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Ngoại trưởng Anzindani đánh giá cao lập trường ủng hộ của Moscow trong việc hỗ trợ người dân Yemen và chính phủ được quốc tế công nhận. Một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Yemen tiết lộ, nga đã có những bước đi nghiêm túc hướng tới việc mở lại đại sứ quán ở nước này. Theo quan chức trên, Ấn Độ và một số quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác vùng vịnh GCC có thể tiếp bước mở đại sứ quán tại Aden, thủ đô tạm thời của Yemen. Động thái này đánh dấu việc nga quay trở lại hiện diện ngoại giao ở Yemen sau gần 10 năm đóng cửa. Các phái bộ ngoại giao nước ngoài tại Sana, thủ đô chính thức của Yemen, đã đóng cửa sau khi nước này chìm trong bất ổn từ năm 2014 khi phong trào Houthi chiếm giữ thủ đô Sana và phần lớn khu vực miền Bắc buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải lưu vong tại Ả Rập Xê Út. Năm 2015, Liên quân Ả Rập do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã can thiệp nhằm khôi phục quyền lực của chính phủ được quốc tế công nhận ở Yemen. Dù vậy, Houthi vẫn đang kiểm soát phần lớn miền Bắc nước này. Houthi đã chiếm giữ các vùng đất rộng lớn của Yemen, gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế nước này các cuộc tấn công hầu thi vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ đã tước đi nguồn thu thiết yếu của Yemen, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo. Kể từ tháng 11 năm ngoái, hầu thi không ngừng tấn công các tàu thương mại và tàu quân sự đi qua biển đỏ, đồng thời tuyên bố chiến dịch tấn công này nhằm ủng hộ người dân Palestine trong cuộc xung đột với Israel ở Gaza. Xung đột và cả những nguyên nhân liên quan tới xung đột, trong đó có thiếu lương thực, đã cướp đi mạng sống của hàng trăm nghìn người Yemen – Liên Hợp Quốc đánh giá tình hình ở Yemen là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới với hàng triệu dân thường cần được hỗ trợ khẩn cấp. Ước tính khoảng 17,6 triệu người dân nước này phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng trong năm 2024. Vừa qua, quân đội Nga tuyên bố đã dùng máy bay không người lái UAV tấn công một khẩu lựu pháo tự hành ra do Pháp sản xuất ở khu vực tiền tuyến Ukraine. Cụ thể, Đài RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng trinh sát của Moscow đã phát hiện lựu pháo xe ra trong một khu rừng rậm ở vùng Sumy, đông bắc Ukraine và giáp biên giới với Nga. Quân đội Nga sau đó đã triển khai UAV tấn công tầm trung và tầm xa malé Inokores, phóng tên lửa có dẫn đường bằng laser KH-BPLA vào mục tiêu. Đoạn video do quân đội Nga công bố cũng ghi lại một vụ nổ lớn tại hiện trường. Sau khi phần chứa đạn dược của khẩu lựu pháo Pháp bị trúng hỏa lực tập kích, một số binh sĩ Ukraine vội vàng tháo chạy khỏi vị trí bắn sau sự cố được biết moscow đã cáo buộc các lực lượng kiev gần đây đang tích cực sử dụng các hệ thống pháo binh do phương tây cung cấp bao gồm cả lựu pháo tự hành xây ra trong chiến dịch đột kích xuyên biên giới và vùng quốc của nga từ đầu tháng 8. quân nga khẳng định đã phá hủy thành công nhiều khí tài như vậy trên lãnh thổ nước này cũng như vùng sumi lân cận ở nước láng giềng nhờ sức mạnh phản pháo cũng như các cuộc tấn công bằng uav và tên lửa pháo tự hành xây ra do nhà sản xuất vũ khí nexter systems phát triển từ những năm 1990 và bắt đầu biên chế cho lục quân Pháp từ tháng 7 năm 2008. Mỗi cỗ pháo ra có giá khoảng 5 triệu euro và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia. Pháo tự hành ra có tổng cộng 500 bộ phận, nặng gần 18 tấn, đặt trên khung gầm xe tải bọc thép 6 bánh lốp, chiều dài 10 m, rộng 2,5 m, cao 3,26 m. Hệ thống này sử dụng loại pháo cỡ 155 mm. Với cỡ nòng này, pháo tự hành từng lập kỷ lục khi bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 46 km. Tốc độ bắn đạt từ 6 phát 1 phút, tầm bắn 34 km. Xe ra có thể bắn loạt 3 phát trong 18 giây, được trang bị hệ thống nạp đạn bán tự động, khả năng nâng góc nòng pháo nằm trong khoảng 0 đến 60 độ, chỉ mất 1 phút để xe ra bắt đầu khai hỏa từ khâu chuẩn bị và chỉ cần 3 phút để rút khỏi vị trí sau khi bắn 6 quả đạn. Vào cuối tháng 1 năm nay, tập đoàn KNDS đã thông báo rằng Bộ Quốc phòng Pháp đã đặt hàng tổng cộng 109 khẩu lựu pháo tự hành ra phiên bản MK2 mới nhất từ công ty Nexter, một bộ phận của KNDS với giá 350 triệu euro. Số liệu thống kê từ Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược IESS cho biết, quân đội Ukraine từ năm 2022 tới nay đã nhận ít nhất 43 cỗ pháo xê ra từ một số quốc gia phương Tây, trong đó có cả Pháp. Lữ đoàn 47 của Ukraine vừa qua đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh xe tăng M1A1SA Abrams với lớp giáp phản ứng nổ còn tắc 1 bao phủ toàn bộ thân xe. Đây là nỗ lực mới nhất của Ukraine nhằm bảo vệ cho xe tăng của mình đối phó với các mối đe dọa từ máy bay không người lái, đạn và tên lửa chống tăng từ phía Nga. Mỹ đã cấp 31 chiếc M1A1SA Abrams cho Ukraine vào tháng 9 năm 2023 đánh dấu sự tăng cường đáng kể trong viện trợ quân sự từ Washington. Tuy nhiên ít nhất đã có khoảng 7 chiếc bị hư hại trong chiến đấu. Cấu trúc bảo vệ của M1A1SA Abrams sử dụng giáp composite chobam được tăng cường bằng các lớp uranium nghèo nhằm tăng khả năng chống lại hỏa lực trực tiếp. Tuy nhiên khi cấp cho Ukraine chúng đã bị loại bỏ. Trong thực tế chiến đấu, mặc dù sở hữu khả năng bảo vệ mạnh mẽ, M1A1SA Abrams của Ukraine đã chịu tổn thất đáng kể. Điều này buộc quân đội Ukraine phải tìm kiếm các biện pháp bảo vệ bổ sung, trong đó có việc trang bị giáp phản ứng nổ, còn tắc một. Còn tắc một là khối giáp phản ứng nổ, RA, do Liên Xô sản xuất từ cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980 nhằm tăng cường khả năng bảo vệ xe tăng, chống lại các tên lửa chống tăng tiên tiến của phương Tây và đạn vây xuyên giáp dưới cỡ APFSDS, đạn xuyên giáp hiệu ứng nổ lõm và ATGM. Tuy nhiên, con tắc 1 không có khả năng chống chịu đạn thanh xuyên động năng, buộc Liên Xô phát triển phiên bản con tắc 5 sau đó vài năm. Loại giáp phản ứng nổ này cũng không có tác dụng với đầu đạn hít, liều kép được trang bị trên nhiều loại tên lửa chống tăng hiện đại. Ngoài ra, các thiết bị như máy bay không người lái và đạn nổ có thể vượt qua lớp giáp con tắc 1 để tấn công trực tiếp từ trên cao. Do đó, việc triển khai M1A1SA Abrams trên chiến trường đòi hỏi các lực lượng Ukraine phải áp dụng các chiến lược linh hoạt và chính xác hơn để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, lợi ích từ việc tăng cường khả năng phòng thủ bằng giáp phản ứng nổ vẫn được coi là có lợi ích đáng kể, tăng khả năng tồn tại trên chiến trường. Ukraine đã rất nỗ lực trong việc tối ưu hóa sử dụng xe tăng M1A1SA Abrams. Dù con tắc 1 cung cấp thêm lớp bảo vệ đáng kể cho xe tăng M1A1SA Abrams, nhưng vẫn chỉ là giải pháp chưa vẹn toàn trước các mối đe dọa mà Ukraine đang phải đối mặt trên chiến trường. Panzer là hệ thống vũ khí phòng không độc đáo có khả năng sử dụng cả tên lửa đối không tầm trung và pháo phòng không nòng đôi cỡ 30 mm. Hệ thống pháo phòng không di động Panzer được thiết kế để bảo vệ các cơ sở hạ tầng, khu vực quân sự, hành chính và khu công nghiệp khỏi mối đe dọa từ máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và vũ khí chính xác của đối phương. Đồng thời tăng cường khả năng phòng không cũng như đẩy lùi các cuộc không kích lớn. Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo Họ đã nhận thêm hàng loạt tổ hợp phòng không Panzer hiện đại hóa như một phần của mệnh lệnh quốc phòng cấp nhà nước trong năm 2024. Điều cần nhấn mạnh ở chỗ, đây là những hệ thống Panzer đã được cải tiến. Vũ khí này có thể hoạt động một cách hiệu quả trong việc chống lại máy bay không người lái, đạn rocket, tên lửa hành trình và bom lượn tàng hình. Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec thông báo, toàn bộ thiết bị đã vượt qua các bài kiểm tra cần thiết và nhận được chấp thuận phê duyệt từ đại diện lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Giám đốc công nghiệp cụm vũ khí trực thuộc tập đoàn Rostec, ông Bekhan Osdoev nhấn mạnh, Panzer S là một trong những hệ thống pháo tên lửa phòng không tầm thấp hiệu quả nhất trên thế giới hiện nay. Hệ thống đã bắn hạ thành công nhiều mục tiêu phức tạp với tín hiệu phản xạ radar thấp, điển hình như tên lửa hành trình tăng hình Storm Shadow và GMLRS. Nó cũng sẽ tiêu diệt các đối tượng như tiêm kích F-16 hay bom AGM-154 kép dễ dàng. Chưa dừng lại tại đây, Đại diện tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec còn cho biết, các kỹ sư quân sự sẽ tiếp tục nỗ lực tạo ra những phiên bản mới của hệ thống phòng không tầm thấp này. Trước đó vào tháng 1, tập đoàn Rostec của Nga công bố đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm trên phiên bản hiện đại hóa Panzer SMSV. Các cuộc thử nghiệm này do các chuyên gia từ cục thiết kế Sipunov thuộc tập đoàn Rostec thực hiện và đã đáp ứng được yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga. Với khả năng cơ động cao, vũ khí hiện đại và hệ thống radar cải tiến Panzer SMSV được đánh giá là một loại vũ khí vạn năng của Nga trên chiến trường. Sự xuất hiện của hệ thống pháo và tên lửa phòng không này dự kiến sẽ tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu ở độ cao thấp và cự ly gần. Tuy nhiên, hệ thống này hiện tại vẫn chưa được đưa vào thực chiến. Hay gần đây nhất, phiên bản Panzer SMDE đã được trình bày tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Army 2024. Nó được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quan trọng cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên, hệ thống Panzer cải tiến sẽ cần thêm thời gian để chứng minh năng lực bởi thực tế những gì diễn ra trên chiến trường Ukraine cho thấy các phiên bản cũ của tổ hợp phòng không này chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng cũng như tính năng vẫn được quảng cáo. Vấn đề chip xử lý Mỹ cung cấp khả năng tấn công chính xác cho tên lửa Nga là điều khiến giới chức quân sự phương Tây đau đầu tìm cách ngăn chặn suốt thời gian qua, nhưng gần như chưa có gì được cải thiện. Theo đó, những gì được ghi nhận từ tiền tuyến cho thấy sau khi bắn trúng mục tiêu tên lửa nga thường sẽ bị phá hủy hoàn toàn không để lại thành phần nào thuộc hệ thống điều khiển hoặc dẫn đường còn nguyên vẹn để truy xuất nguồn gốc mặc dù vậy một vài trường hợp rất hiếm gặp đã được ghi nhận khi các chuyên gia quân sự ukraine may mắn thu thập được một vài linh kiện tương đối nguyên vẹn tại địa điểm xảy ra vụ nổ điển hình như trong một vụ tấn công gần đây các bộ phận của quả tên lửa nga được tìm thấy tại hiện trường đã cung cấp cho giới truyền thông một cái nhìn khá tổng quát về thành phần cấu tạo những gì còn sót lại của động cơ tên lửa cho thấy thiết bị này xuất xưởng vào tháng 3 năm 2023, hơn một năm sau khi Mỹ và đồng minh áp đặt lệnh kiểm soát xuất khẩu và cấm cung cấp cho Nga những công nghệ hay thiết bị phục vụ chế tạo vũ khí. Đáng chú ý nhất là chip và bộ phận điều hướng được xác định là sản phẩm của Analog Device. Đây là công ty chuyên sản xuất vi mạch của Mỹ cùng với Infineon Technologies của Đức và Integrated Silicon Solutions, INC, một công ty Mỹ nhưng có vốn đầu tư của Trung Quốc. Analog Device cũng trở thành công ty có nhiều linh kiện nhất với tổng số 21% trong số hơn 3.800 linh kiện trong tên lửa của Nga. Ngoài ra, công ty Texas Instruments trở thành doanh nghiệp Mỹ thứ hai sở hữu 14% số linh kiện được phát hiện. Về cơ bản, có tới 86% chip xử lý nguồn gốc phương Tây được Nga nhập khẩu đến từ những doanh nghiệp có trụ sở chính tại Mỹ và châu Âu. Tính rộng ra, có tới 86% chip xử lý nguồn gốc phương Tây được Nga nhập khẩu đến từ những doanh nghiệp có trụ sở chính tại Mỹ và châu Âu cần nhấn mạnh lệnh cấm vận mà Mỹ áp lên Nga khiến việc xuất khẩu vi xử lý hay chất bán dẫn có nguồn gốc phương Tây sang Nga bị xem như bất hợp pháp nếu những linh kiện này có thể được sử dụng cho mục đích quân sự ngay cả khi được sản xuất tại Trung Quốc. Kể từ tháng 2 năm 2022, Mỹ và 37 quốc gia khác đã ban hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu trên diện rộng đối với Nga. Nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng việc thực thi những biện pháp này vẫn còn chậm chế. Nga đã sử dụng nhiều chiêu thức để lách lệnh trừng phạt, chẳng hạn như định tuyến lại các mặt hàng nhập khẩu quan trọng qua các nước thứ ba hoặc các điểm trung chuyển, thay đổi dữ liệu hải quan hoặc sử dụng các công ty dân sự để chuyển hướng những mặt hàng này đến các công ty quân sự. Do hoạt động sản xuất quân sự của Nga phụ thuộc nhiều vào linh kiện nước ngoài, nên những công ty đăng ký kinh doanh ở các quốc gia không tham gia lệnh trừng phạt như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã trở thành đầu mối quan trọng để tái xuất khẩu công nghệ phương Tây cầu Crimea vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ukraine trong các cuộc tấn công bằng vũ khí phương Tây vào bán đảo này. Đây là tuyên bố của người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài SVR của Nga, ông Sergei Naryshkin. Theo đài RT, tại cuộc họp của những người đứng đầu các cơ quan an ninh CIS, cộng đồng các quốc gia độc lập ở thành phố Astana, Kazakhstan, ông Naryshkin lưu ý rằng cầu Crimea có khả năng sẽ trở thành mục tiêu của các tên lửa Storm Shadow do anh cung cấp cho Ukraine. Ông nariskin cũng chỉ ra rằng Ukraine đã sử dụng các hệ thống vũ khí khác do phương Tây cung cấp để tấn công bán đảo Crimea, chẳng hạn vụ tấn công bằng tên lửa Atak MS do Mỹ sản xuất vào một bãi biển ở Sevastopol hồi tháng 6 năm nay. Tiếp đến, ông Naryshkin nhắc lại việc Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns trước đây đã nói với Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ rằng viện trợ quân sự của Washington cho Ukraine nhằm giúp Kiev gây thiệt hại hữu hình cho Nga, bao gồm các cuộc tấn công xuyên thủng Crimea. Cầu Kerch hay cầu Krum dài 19 km được xây dựng từ năm 2016 đến năm 2018 sau khi Nga sắp nhập bán đảo Krum. Đây là tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất nối bán đảo Krum với đất liền Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm, cây cầu trở thành tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Moscow ở mặt trận phía Nam. Đây cũng là lý do khiến cầu Krum nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế huyết mạch của Moscow cây cầu đã bị hư hại nặng nề do các cuộc tập kích của Ukraine vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023, khiến Nga phải thực hiện các bước để bảo vệ công trình này chặt chẽ hơn. Vừa qua, quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công một kho cảng dầu ở Feodosia do Nga chiếm đóng ở bán đảo Crimea. Theo đài BBC, các quan chức do Nga bổ nhiệm tại Crimea chưa xác nhận cuộc tấn công, nhưng xác nhận có hỏa hoạn tại cơ sở dầu mỏ ở Feodosia và không có thương vong ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng của nga trong những tháng gần đây nhằm làm giảm nguồn thu mà moscow sử dụng để tài trợ cho chiến dịch quân sự tại ukraine ukraine khẳng định các cuộc tấn công là hành động trả đũa công bằng cho các cuộc tấn công của nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của ukraine khiến hàng triệu người sống trong bóng tối